Một chiếc ví nhỏ gọn, xinh xắn mang tên Tòng Teng được sản xuất trực tiếp tại Lecas Leather, được sử dụng chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng tại Lecas. Sản phẩm có rất nhiều màu sắc để các anh chị lựa chọn, với mức giá dao động từ 720.000 đến 790.000. Sản phẩm có kích thước ngang 12cm, cao 8.5cm và độ rộng đáy là 2cm ạ. Phụ kiện của Tòng Teng đi kèm gồm có một dây móc, hai phần khoen để anh chị có thể cài dây đeo chéo, một phần nội thất với 3 ngăn, 2 ngăn không có khóa kéo và một ngăn có khóa kéo ở giữa. Ngăn khóa kéo này thì anh chị hoàn toàn có thể để được những cái giấy tờ, thẻ ngân hàng. Ngăn phụ còn lại mình để son và một ngăn thì mình sẽ để tiền mặt. Tuy nhỏ bé nhưng Lecas có trang bị dây lồng tay để anh chị hoàn toàn có thể rảnh tay sử dụng ngoài đường. Đơn giản, dễ dùng và tiện lợi. Chưa hết, Tòng Teng còn được trang bị hai khoen móc hai bên để có thể biến thành một chiếc túi sách đeo chéo bất cứ khi nào mà anh chị cần. Rất là tiện lợi, năng động và cực kỳ dễ dùng. Để đặt hàng, anh chị hãy vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là T20 cách số điện thoại để thợ da Lecas có thể nhanh chóng gửi túi ví xinh đẹp tới anh chị ạ. Thợ da mong rằng là trong các clip tiếp theo sẽ luôn được anh chị ủng hộ và xin chúc cho tất cả anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ, tốt lành. Xin chào ạ!